Việt Nam Thức Giấc hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng về thành phố Cần Thơ để gặp một nhóm thợ cắt tóc đặc biệt. Ngay tại đất Tây Đô thì các thành viên trong nhóm này không chỉ được biết đến như những người trẻ giỏi biến hóa trên tóc, mà họ còn được yêu mến từ những chuyến thiện nguyện mang yêu thương bình dị về khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể như thế nào thì phóng viên Lan Anh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu ngay bây giờ. Chào buổi sáng chị Lan Anh ạ. Xin chào ngày mới quý khán giả. Thưa quý vị, tôi đang đi vào một tiệm cắt tóc khá là đặc biệt nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Cần Thơ. Tôi đến đây không phải để cắt tóc đâu ạ. Tôi đang chuẩn bị đồng hành cùng một nhóm thợ cắt tóc để đi về một xã vùng sâu của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cắt tóc cho bà con nghèo. Xin chào mọi người. Mình đã chuẩn bị đồ xong hết chưa vậy? Xong hết rồi chị. Quý khán giả biết đó, hành trình cắt tóc thì chắc chắn không thể thiếu bộ dụng cụ này. Ở đây thì tôi thấy có rất là nhiều kéo nè, lược và nhiều loại tông đơ nữa. Mà như ở chỗ mình có dịch vụ xăm luôn nha. Dạ, bên em có dịch vụ xăm luôn nha chị. Dạ, rồi mình đi ha. Dạ, mấy đứa ơi, sức khoát nha. Dạ. Rồi, lên đường thôi. Lên đường. Chị có cần chị phụ gì không? Dạ, được chị. Nhóm của mình là được bao nhiêu người hả chị? Dạ, nhóm em được 10 người, nhưng mà em cử 3 người ở lại để coi tiệm. Mấy đứa lên xe mấy đứa ơi. Dạ, thưa quý khán giả, trong số những người thợ cắt tóc ở đây thì có những bạn rất là trẻ, giống như là bạn Tới, bạn Phúc đây thì chỉ có 16 tuổi thôi. Số còn lại thì các bạn cũng chỉ tầm 20 đến 20 mấy tuổi là lớn nhất. Họ cùng nhau làm nghề và cứ mỗi một tháng thì lại dành hẳn 1-2 chuyến để đi thẳng về các xã vùng sâu cắt tóc cho bà con. Hành trang mà những người thợ cắt tóc này mang theo không có gì khác ngoài chuyện là tự túc tất cả mọi chi phí và tấm lòng yêu thương dành cho bà con nghèo ở các xã vùng sâu. Dạ, thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần sau ạ. Vâng, quý vị có biết không ạ, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là phần lớn các thành viên trong nhóm thợ cắt tóc đều vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ vì vậy mà họ thấu hiểu và dễ dàng cảm thông với người dân ở những miền quê xa xôi. Và câu chuyện này sẽ còn được chúng tôi kể tiếp trong phần tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc. Nước trung bình ép từ tinh chất trung biển tự nhiên hòa quyện cùng hương vị trái cây cuốn mộng tươi mát từ sự khác biệt. Với vị bon bon và chanh leo mới lạ cùng nhân vừa giòn dai, Camila cho vị ngon cực lạ cực khuôn. Camila, vị ngon cực lạ từ trung biển. Mời quý vị cùng gặp lại nhóm thợ cắt tóc trẻ tại Cần Thơ cùng với phóng viên Lan Anh. Các thành viên trong nhóm phần lớn đều vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Họ cùng nhau làm nghề và mỗi tháng thì sẽ đi tới những nơi vùng sâu để cắt tóc miễn phí cho bà con. Hành trang lớn nhất mà họ mang theo đó chính là những tấm lòng yêu thương. Và chắc quý vị cũng đang nóng lòng muốn biết một buổi sáng cắt tóc thiện nguyện của họ sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Chị Lan Anh lúc này đang ở đâu rồi ạ? Thưa quý khán giả, tôi đã có mặt tại giáo xứ Trà Rầm thuộc huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Đây chính là địa điểm mà chúng tôi hẹn bà con ra để cắt tóc đó ạ. Rất là xúc động quý khán giả, bởi vì ngay khi chúng tôi vừa đến đây thì đã có nhiều người ngồi chờ sẵn rồi. Trai có, gái có, người lớn tuổi có, mà trẻ em cũng có nữa. Và các bạn trong nhóm cắt tóc thì cũng đã bắt tay vào cái công việc chính của mình. Dạ, con chào ông. Ông ơi, đã bao lâu rồi mình chưa cắt tóc ạ? 2 tháng. 2 tháng là do dịch mình không đi cắt được hay sao ạ? Dịch mình với nhà xa quá. Tôi được biết thì các bạn trẻ ở đây đã duy trì hoạt động này thì như là cũng khoảng 3 tháng, 3 năm rồi. 3 năm rồi chị, em hoạt động được 3 năm. Em thì vui thì được cắt tóc cho mấy chú. Chú thì ở trong vùng quê, vùng sâu. Nó đi ra ngoài chợ thì nó hơi xa xôi ha. Xa xôi. Với lại cắt mái tóc ở vùng quê tầm cả 20-30 ngàn đối với mấy chú thì nó rất là quan trọng. Còn, vậy là mà có nghĩa là mình làm thì các cô chú vui rồi đấy, mình ghen luôn. còn mấy anh em trong nhóm mỗi lần mà nói đi thiện nguyện là mấy anh em vui vẻ hân hái rồi đi. Ai cũng phấn khởi hết. Dân thưa quý khán giả, những đôi tay rất là trẻ nhưng mà cắt tóc rất là chuyên nghiệp, rất là điêu luyện đó. Và điều mà tôi cảm thấy rất là quý ở các bạn đó chính là các bạn đã dùng chính cái nghề nghiệp của mình để mang đến hạnh phúc cho mình và mang đến niềm vui cho người khác. Một lát nữa đây thôi, cũng ngay tại góc sân này thì sẽ còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác nữa. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong phần sau của chương trình. Vâng, một hành động tưởng chừng như đơn giản, nhưng có lẽ để làm tốt thì những người làm thiện nguyện cần dành nhiều hơn cả tấm lòng. Và chúng ta sẽ còn gặp lại họ trong phần cuối của chương trình hôm nay. Đây là
mái tóc cao, trông rất là thời trang, con có thích không nè? Thích. Dạ. Và đây là mái tóc tém của cô. Hả? À, cô ơi, mình cô có hài lòng với cái mái tóc của ngày hôm nay không ạ? Hài lòng. Dạ. À, ngày hôm nay tới đây thì có cái điều gì làm cho cô cảm thấy ấn tượng, cô kể cho con nghe đi. Thấy cái ông xăm mình đó mà tôi thấy mới thì sợ mà giờ hết sợ rồi. Tại sao ạ? Thấy ông hiền. À, nói chuyện hiền queo à, đúng không ạ? Có lẽ từ chính việc làm thiết thực này, các bạn đang dần thay đổi cái nhìn của người lớn tuổi về người trẻ cá tính. Những người trẻ suốt 3 năm liền luôn nhiệt tình hăng hái, dù họ biết thù lao cắt một mái tóc chỉ đơn giản là một nụ cười. Trong hành trình mang yêu thương về vùng sâu lần này, nhóm của Lê Dẫn còn phối hợp với một nhóm YouTuber khác vận động trao 150 phần quà cho bà con nghèo. Chỉ là gạo, là mì, là một ít nhu yếu phẩm, nhưng ai cũng vui, ai cũng hy vọng điều tử tế này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tích cực cho những thanh niên trẻ nơi mà họ đi qua.